chào các bạn. Hà Thương rất vinh dự khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knew 24 h Và hôm nay có những tin tức xin nổi bật. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Lisa Blackpink gặp chấn thương trong tour Bon Pink. Lisa được khen ngợi vì vẫn trình diễn chuyên nghiệp dù bị chấn thương. Sau khi khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Bonping Pink tại Hàn Quốc, Blackpink đã hoàn thành thêm 14 buổi diễn ở Bắc Mỹ và đang chinh phục khán giả châu Âu. Nhóm nhạc bốn thành viên chiều lòng người hâm mộ với màn trình diện ấn tượng và đẹp mắt thông qua loạt hit mang tính biểu tượng của nhóm. Cùng với đó là các sân khấu solo thể hiện tài năng cá nhân và những màn giao lưu giữa các thành viên. Trạng châu Âu trong chuyến lưu diễn bắt đầu với hai buổi hòa nhạc diễn ra thành công tại nhà thi đấu The O2 Arena ở London Anh. Điểm dừng chân tiếp theo của Blackpink đó là Barcelona của Tây Ban Nha. Các cô gái nhà YG một lần nữa chứng minh được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình tại trời Âu khi các buổi biểu diễn đều cháy vé, thu hút một lượng lớn người hâm mộ tham dự. Giữa concert, các thành viên đều có sân khấu solo của riêng mình. Jisoo biểu diễn bản cover Lia của Camila Cabello, Jenny thì mang đến bài hát solo chưa phát hành You and Me, Rosé trình bày Hot to Love và On the Ground, Lisa biểu diễn bài hát solo La Lisa và Money. Tuy vậy, trong đêm diễn mới nhất hôm 5 tháng 12, Lisa không thể hiện màn múa cột đặc trưng như ở các show trước đó. Sau màn trình diễn tại Barcelona, Lisa cập nhật trên tài khoản mạng xã hội thông báo về chấn thương của mình và gửi lời chấn an người hâm mộ. Gửi các Blink, tên gọi người hâm mộ Blackpink, ở Barcelona. Trước hết, tôi cảm ơn các bạn đã đến tối nay. Tôi xin lỗi vì đã làm các bạn lo lắng với chứng đau cơ, cổ của tôi. Đó là lý do tại sao tôi quyết định không thực hiện phần múa cột. Tôi biết các fan đã mong chờ được xem phần biểu diễn này và tôi chỉ muốn cho các bạn biết rằng tôi đang cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhờ vào người hâm mộ của mình. Dù vậy, khi xem màn trình diễn của Lisa tại Barcelona, ít ai có thể phát hiện nữ thần tượng đang không khỏe. Cô vẫn hoàn thành sân khấu một cách nhiệt huyết và chuyên nghiệp. Trước thông báo của thành viên Blackpink, các fan đều cho rằng lời xin lỗi của cô là không cần thiết. Người hâm mộ khẳng định Lisa vẫn trình diễn rất tuyệt dù bị cơn đau cản trở. Họ hy vọng Lisa sẽ hồi phục hoàn toàn và nghỉ ngơi thật tốt cho đến buổi biểu diễn tiếp theo của nhóm tại Cologne của Đức vào ngày 8 tháng 12. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp trong ngày của KNew 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.